Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vietnam TV. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tạp chí Modern Ship đã gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh máy bay ném bom chiến lược H-6N mang theo một loại tên lửa đạn đạo thế hệ mới dưới bụng. Theo giải thích của tấm ảnh, vị trí mấu cứng hàng nặng nằm ở trung tâm của máy bay có thể tích hợp được các loại vũ khí trang bị có kích thước lớn. Các nhà quan sát đã ghi nhận sự giống nhau đến khó tin của vũ khí này với tên lửa đạn đạo Đông Phương 15 thuộc biên chế lực lượng tên lửa quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA. Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, tờ Sputnik của Nga đã có bài viết về việc Trung Quốc đang theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay ALBM sau khi Lầu Năm Góc đưa ra cảnh báo về loại vũ khí này, lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ tiến tới gần việc hoàn thành bộ ba hạt nhân. Bộ ba hạt nhân là khái niệm chỉ bộ ba vũ khí hạt nhân trên bộ, trên không và trên biển của một quốc gia. Từ trước đến nay, Trung Quốc mới chỉ được nói là có khả năng năng lực hạt nhân trên bộ và trên biển là chính. Cho đến nay chỉ có một số ít quốc gia có năng lực đáp trả hạt nhân từ trên bộ, trên không hoặc trên biển, bao gồm Mỹ, Nga và Ấn Độ. TF-15 là mẫu tên lửa đã được đưa vào biên chế lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc. Tên lửa có thể mang theo đầu đạn nặng 600 kg hoặc đầu đạn hạt nhân tầm bắn tới 700 km. Khi được trang bị trên chiến đấu cơ, mẫu tên lửa này có thể sẽ phải giảm trọng lượng và cả kích thước đầu đạn. Loại tên lửa đạn đạo phóng thử máy bay duy nhất hiện nay đang được sử dụng là tên lửa siêu âm Kinza của Nga, trình làng vào năm 2017 và được thả từ máy bay đánh chặn MiG-31. Mỹ và Anh đã cố gắng phát triển ALBM trong dự án Born Orion và tên lửa GAM-87 Skyport. Tuy nhiên sau đó, Washington đã từ bỏ chương trình ALBM vì cho rằng phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa ACBM khả thi hơn. Khi phiên bản sửa đổi của máy bay nắm bom H-6N xuất hiện vào tháng 9, các nhà quan sát nhanh chóng ghi nhận khoang bom của nó dường như đã được gỡ bỏ để trang bị thêm các giỡ đỡ bên ngoài. Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc chưa bao giờ tiếp cận con số mà Moscow và Washington sở hữu. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ ước tính rằng Bắc Kinh chỉ có tổng cộng là 290 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ sở hữu tổng cộng là 6.185 vũ khí hạt nhân, mà dù hơn một nửa trong số chúng chưa sẵn sàng để sử dụng. Các quan chức hải quân và không quân Mỹ gần đây nhấn mạnh rằng ưu tiên phát triển vũ khí chống tên lửa, đặc biệt là dưới dạng laser. Các chương trình như Helios nhằm phát triển các tia laser phòng thủ đủ mạnh để đốt cháy các bộ phận quan trọng của tên lửa đang tới, hủy diệt nó trước khi nó có thể tấn công các mục tiêu. Khi Mỹ sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa chống đạn đạo, sự phát triển tên lửa hành trình siêu âm của Trung Quốc và Nga sẽ cần sự định hướng lại trọng tâm. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại